Chiều ngày 16 tháng 3, huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Trấn Hưng. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Hiện nay, khu đất dịch vụ xã Trấn Hưng khu cầu Tây tổng diện tích thu hồi là 15,64 ha, liên quan 246 hộ, đã chi trả xong 241 hộ, còn 5 hộ chưa nhận đền bù. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận thực trạng, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm sớm hoàn thành khu đất dịch vụ xã Trấn Hưng khu cầu Tây. Phát biểu kết luận quán triệt hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, dự án khu công nghiệp Trấn Hưng là dự án trọng điểm của tỉnh và huyện. Việc hoàn thành dự án có vai trò quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án còn gặp khó khăn, đòi hỏi mỗi thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền xã Trấn Hưng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.